nào để thiền hiệu quả nhất trong lúc bận rộn? Trong lúc bận rộn thì chẳng hạn như chúng ta thở, chẳng hạn lúc mà nó căng thẳng mà đâu có thể mà nói cái chuyện thiền được, lập tức dùng hơi thở liền nè. 1, 2, 3 hít vào khoảng 4 đến 5 hơi, 4 đến 5 giây, nín lại 4 đến 5 giây, tùy cái thở dài ngắn thở ra 4 đến 5 giây, mình đếm. Ồ, nó phục hồi năng lượng cực kỳ nhanh, tính không? Và cái lúc mà mình tách ra khỏi cái đối tượng nhanh nhất, khi mà mình bực bội, mình sân hận, lúc nào nó cũng có một cái đối tượng để nó làm cho cái tâm mình sân lên trên á. Cho nên cách tốt nhất là bước ra khỏi cái đối tượng đó và quay về một đối tượng khác. Và đối tượng nào? Hơi thở. Vì sao? Mình có thấy hơi thở không? Không. Mình có biết là gì hơi thở không? Không. Bởi hơi thở là vô tướng mà. Vô tướng thì mình khi mình chú tâm vào một hơi thở là mình chú tâm vào sự chú tâm, tức là mình đâu có biết hơi thở, mình biết cái sự cảm thọ của cái hơi thở nó trà lên cái môi trên của mình hay là vô cái mũi. Như vậy nó làm cho cái tâm với cái thân của mình về cái rốt nhanh nhất. Bởi vì cái hơi thở là cái thứ gì? Là cái sợi dây mong manh nó nối thân tâm mình làm một. Nếu bây giờ thầy lấy cái hơi thở một cái là thân với tâm ta làm hai, trong chốc lát liền. Cho nên cái đối tượng tuyệt vời nhất để mình thiền nhanh nhất đó là hơi thở. 4 giây, nín lại 4 giây, thở ra 4 giây, đếm cho rõ. Làm như vậy khoảng 5 hơi thở, lập tức mình an trú liền. Nhất là những cuộc họp bất thình lình, nhất là những cái trạng thái tâm hay là gặp những con người hoàn cảnh mà nó làm cho mình có thể phản ứng liền, trụ cái tâm mình hơi thở khoảng 4-5 giây trước. Hoặc là có thể để cái tay như thế này, mình ngồi trong tư thế mình bấm cái nguyệt như thế này, hay là một cái dạng nguyệt gọi là vô ý. Tại sao vô ý? Chứ hạn như đang ngồi đây mà cái tâm của con ở đâu á thì con nghe một cái tiếng con mới giật mình. Ok. Còn nếu cái tâm của con ngồi đây mà trụ vững trong cái thân của con á, cái tiếng gì tiếng con vẫn trụ như vậy. Cho nên giật mình là cái trạng thái mà thân với tâm chia đôi, và cái tiếng âm thanh ở đây nó làm cho cái tâm trở về không kịp của từng tế bào, nó làm cho cái thân phản ứng. Ok không? Thì á bấm như thế này. Quan Thế Âm Bồ Tát, đây là cái gọi là gì? Vô ý cái mà những cái bấm này gọi là gì hả? Quên rồi. Ấn, ok. Cái ấn vô ý à. Tại sao vô ý? Bởi vì cái này có nguyện đối với con tim mình. Để chỗ này là cái nhịp tim nó chậm lại một chút. Và để như thế này. Thì mình để cho ngực của mình cảm nhận bấm nhẹ. Vừa bấm mạnh chút vừa hít vào. Cảm nhận cảm thở. Hoặc là mình bấm ở chỗ đây, giữa ngón tay này, hoặc là giữa ngón tay này nó bấm. Nên là mình vừa bấm nặng hơn một xíu rồi vừa hít sâu vào một chút và dừng lại thì cảm thọ cái hơi thở và cảm nhận cái hơi thở và cái cảm thọ của cái tay nặng như mấy cái này là tuyệt chiêu quá nha. Rồi nữa mà hàng ngày mình phải nuôi dưỡng cái tâm tự ái và cái tâm biết ơn của mình á. Nếu mà mình cái tâm biết ơn và tự ái của mình giống như nãy mà Lâm chia sẻ, tự động cái tâm mình nó hoan hỷ là mình dễ tha thứ, còn cái tâm mình nó bực bội là dễ sân hận và nóng. Cho nên hàng ngày đừng có đợi đến cái lúc mà nó trục trặc rồi mình mới tu, khó lắm. Cho nên phải dự phòng một cái hồ nước trước, rồi mùa hè nó tới tháo ra xài.